Ngày 10 tháng 10, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 732 trận Tours, Charles Martel cùng các chiến binh người Frank đánh bại quân đội Al-Andalus gần Tours và Poitiers, ngăn chặn lực lượng Hồi giáo khuếch trương tại Tây Âu. Năm 1010 nhà Lý rời đô về Thăng Long. Năm 1846 nhà thiên văn học người Anh William Lasso phát hiện vệ tinh lớn nhất của sao Hải Vương là Triton. Năm 1911 cách mạng Tân Hợi bắt đầu với khởi nghĩa Vũ Xương, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh. Năm 1919 Trung Hoa cách mệnh đảng được Tôn Trung Sơn cải tổ thành Trung Quốc Quốc Dân Đảng tại Thượng Hải. Năm 1928 Tưởng Giới Thạch nhậm chức Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân, trở thành lãnh đạo trên thực tế của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1934 Hồng quân Công nông Trung Quốc tiến hành cuộc vạn lý Trường Chinh. Năm 1954 Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội từ tay người Pháp sau chiến tranh Đông Dương. Năm 1964 lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 1964 được cử hành tại Tokyo, Nhật Bản. Năm 1982 Maximilian Kolbe, linh mục tình nguyện chết thay cho người khác tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, được Giáo hội Công giáo Roma phong thánh. Năm 2010 đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội được tổ chức nhằm kỷ niệm 1000 năm Lý Thái Tổ ban chiếu rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Quốc gia tự trị Antiêu thuộc Hà Lan giải thể. Năm 2014, Chuyển động 24 giờ chính thức phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 505 QĐ-TTg về ngày chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022, kênh truyền hình Đài truyền hình Việt Nam Cần Thơ chính thức lên sóng thử nghiệm.